Ok, xin chào các bác và tất cả anh em đã quay trở lại video. Và kinh tế thì dưới 16 triệu đồng các bác có thể sở hữu trong không gian gia đình nhà mình, những cấu hình combo như thế nào để đáp ứng đầy đủ được yêu cầu, ví dụ hát karaoke, nghe nhạc vàng, trưng bày được, thì các bác cùng theo chân bên Nam Huy để trải nghiệm qua một cấu hình combo chỉ với 15.400.000 đồng các bác nhé. Chỉ với 15.400.000 đồng thôi, chưa đến 16 triệu đâu. Một cấu hình combo gồm một đôi loa F931 các bác nhé, model F931, con này thì chạy bằng 6 đường tiếng cơ bản, và một con đẩy liền vang D68S. Và đặc biệt là khi các bác mua cấu hình combo như thế này, một đẩy liền vang và một loa, một đôi loa các bác nhé, thì bên sẽ tặng cho mình thêm một phần quà trị giá là 2.800.000 đồng các bác nhé. Trị giá là 2.800.000 đồng, quá là khủng luôn đúng không ạ? Đấy, và đặc biệt là phần quà như thế này thì bên em chỉ lên video, lên video về những cấu hình như thế nào thì các bác sẽ được tặng các bác nhé. Và phần quà như thế nào thì các bác cùng theo chân bên em để biết được, xem cái phần quà trị giá 2.800.000 là cái gì các bác nhé. Ok, tiến hành nói sơ qua một chút về đôi loa F91 các bác nhé. Con này thì chạy bằng 6 đường tiếng các bạn thôi, một bát 30 này, một bát 30 này. Và tất cả những mẫu loa và đẩy liền vang ở đây thì bên em đang làm mẫu trưng bày các bác nhé. Đấy, khi các bác lấy thì bên em sẽ bóc hộp cũng như là đập hộp cho mình, đúng không? Những sản phẩm mới hơn. Ở đây thì là một bát 30 gân cao su này. Đấy, chất âm con này thì thiên về âm lời thôi, cũng như là các bác hát karaoke trợ lời cho các bác khá là bay đấy. Và một chung to này, một chung nhỏ hỗ trợ này, và hai tép giấy và một chép kèn. Đấy, siêu chép kèn các bác nhé. Con này thì tính chép đánh khá là nhạy, các bác nghe thử qua này, em đang mở rất là bé nhé. Đánh rất là sáng luôn ạ. Ở bên ngoài sẽ có một lớp e căng bằng vải lụa như thế này, tạo cái độ sang trọng hơn cho cặp loa này, cũng như là bảo vệ được mặt bắt bên trong các bác nhé. Con này vân gỗ thì hoàn toàn bằng gỗ tự nhiên rồi, 100% rồi. Đấy, các bác nghe này. Bên trên thì sẽ có tem chống giả của công ty EB Pro này, các bác quay giờ với website các bác nhé. Các bác có thể vào trực tiếp website, các bác chọn sản phẩm các bác nhé. Và tiếp theo về sau thì sẽ là một lỗ thông hơi này, bên trong này có lưới chắn chuột các bác nhé, các bác chơi thoải mái không sợ chuột vào này, đúng không ạ? Và cọc tín hiệu là cọc xoáy rồi, cọc đồng rồi, con này chống han gì các bác nhé. Và đường nưu trích này, con này có đường nưu trích luôn các bác nhé. Và công suất cực đại con này sẽ từ 350 này đến 550W này, đổ nhạy 91 dB, trở kháng 4 đến 8 ôm, đầy đủ số sơ đi cũng như là phân số xưởng này. Đấy, vần gỗ rất là đẹp đúng không ạ? Một cặp loa đi từ thương hiệu EB Pro các bác nhé. Đây là một cấu hình đồng bộ của EB. Và tiếp theo là một con đẩy liền vang D68S. Con này thì em đã làm khá nhiều video chi tiết rồi, cũng như là hướng dẫn các bác sử dụng rồi các bác nhé. Con này thì khá là dễ sử dụng rồi. Tất cả những nút cơ đây các bác có thể chỉnh bằng tua bít hai cạnh, tránh trẻ con nhà mình có thể động tay vào đúng không ạ? Và công tắc bật mở này, các bác chơi cấu hình này thì các bác bật mỗi công tắc bật mở lên thôi. Đấy, vặn volume tổng của mic muốn hát karaoke vặn lên này. Đấy, cũng như là nghe nhạc to ở bên này rồi, volume tổng của music này, volume tổng echo invert này, màn hình hiển thị thông số đây rất là đẹp. Đấy, những gợn sóng bay bay rất là đẹp đúng không ạ? Input này thì các bác có thể chuyển chế độ đầu vào, ví dụ như USB, cổng quang, Bluetooth, AUX1, AUX2 đúng không ạ? Tùy thuộc vào chế độ các bác thích chơi các bác nhé. Và tiếp theo đó chính là phần quà trị giá 2.800.000 đồng các bác nhé. Đó chính là một bộ mic đến từ thương hiệu EB Pro, model là VK521. Con này các bác nhìn này, từng đường thiết kế của con này rất là xịn đúng không ạ? Mặt thì mặt mạ nhôm phay các bác nhá, rất là đẹp này. Đây, các bác nhìn qua một lượt đúng không ạ? Rất đẹp các bác nhá. Tay mic con này cầm rất là đầm tay luôn. Con này thì em đã thử khá nhiều tiếng mic rồi. Đấy, test qua một lượt tiếng mic để cho các bác cùng nghe qua nhá. Đấy, cho hết nhà xuống này. Đấy, tay mic cầm rất là đầm tay này, đúng không ạ? Được 1 2 6 7. Alo 1 2 6 7. Đấy, hiện tại em đang đứng rất là gần này, gần như là không có chế độ bố rít các bác nhá. Đấy, con này vang nhại khá tốt đúng không ạ? Đấy, tay mic cầm rất là đầm tay. Đấy, và trị giá combo này thì chỉ còn có 15.400.000 đồng thôi. Đấy, bên em sẽ hỗ trợ lắp đặt tại nhà, bán kính dưới 100 km các bác nhé. Ok, tiến hành test qua chế độ âm thanh cho tất cả các bác cùng trải nghiệm qua chế độ âm thanh của con combo này các bác nhé. Các bác đang quan tâm thì các bác thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0976 366 855 để bên tư vấn và đặt hàng các bác nhé. Ok,